thấy chưa? Đó, ba đứa xúm lại quýnh đứa á. Lộn, không có. Ba đứa xúm lại vì vậy cho một đứa chạy xe. Đó. Anh chưa biết chạy xe anh em ơi. Giờ bây giờ anh đi mua xe nè. Chưa biết chạy xe đi mua xe nó mới bảnh chứ. Biết chạy xe mua xe là gì đâu. Đúng không? Đây, và bây giờ hôm nay là mình sẽ giao con su này ha. Thì trước khi giao á thì mình sẽ mở kiểm tra trước hết toàn bộ, thay nhớt hay nước mát này nọ kia khác, rồi bắt đầu giao. Đó nè, thấy giờ hơi ồn nha, hơi ồn nha. Rồi chờ nó hoàn thiện rồi mình sẽ giao cho khách. Đây, khách đang ngồi chờ. Ok. Ở đây mình có thêm một con Ninja 300 nữa. À, cũng giao luôn mà giao rồi. Giờ nên vệ sinh thôi. À, nhưng mà chút chủ yếu là giao clip con gửi ít thôi nha anh em. Ninja 300 này là giao buổi trước rồi. Bữa nay kiểm tra lại chén cổ. Từ lúc chiều tới bây giờ mới xong. À, su. Đây vào anh em. À, cho anh em ngắm. Anh em mê 150 anh em ngắm cho đỡ ghiền. Con này mình bán là 40 mấy triệu nha. Đó, rồi ok. Thi. Test chức năng ơi. Mình không ưng ý cặp xi nhan của chủ cũ nên mình lên cặp xi nhan mới cho ảnh luôn. Mọi thứ đều miễn phí. Trời ơi. Mở lại coi. Xi nhan bên đó. Đó. Ô mày đang mở mà. Đó. Rồi, đề máy lên em. Đề máy lên thi. Mở đèn lên, đèn trước. Đó. Rồi ok. Rồi anh test xe đi anh. Chưa biết chạy đúng không? Chết rồi. Chưa biết chạy xe. Hưng dậy cho ảnh chạy xe Hưng ơi. Đây ảnh đây. Rồi. Chưa biết chạy xe nha. Chưa biết chạy xe. Ừ, tập đây nè. Trong chìa khóa con quay ô á. Quay sao? Quay về xe, quay nữa mà ơi. Rồi, quay đi về. Đây, lên sóng luôn, ok. Rồi, thì hướng dẫn anh chạy luôn. Đội nó nguy hiểm vô. Chạy khu này nè. Đó, quá đẹp. Tại cái xi nhan của ảnh mình không ưng ý. Cái xi nhan không phải là xi nhan của mình. Có nghĩa là chủ trước bán cho mình á. Mình không có ưng ý. Mình thích cái xi nhan này hơn. Mình thay luôn. Tốn tiền rồi tốn công của mình. Ok chưa anh em? Giờ em cho anh lên xe trước đi. Lên ngồi chỗ quen trước. Đề máy lên trước cho anh quen với cảm giác của xe. Rồi. À, nợ công của đấy 5 triệu mấy rồi ghê thật chứ.
Thôi chưa biết chạy luôn nha anh em. Chủ yếu quay xe cho anh em xem thôi. Rồi thì anh chạy tạm ổn rồi. Thì bây giờ cho anh về. Nhưng mà chạy cẩn thận nha, anh chạy từ từ thôi. Rồi ok. Thường thường á đường về đó nửa tiếng thôi nha, bây giờ anh đi chắc phải 1 tiếng rưỡi quá. Rồi rồi các bạn. Rồi. Cảm ơn anh em về nha. Rồi rồi rồi. Rồi. Đã vậy mua chúng con mạnh nữa chứ. Cái đó sao anh không mở ba lô? Con này á, test dyno là lên 158. Rồi em không mấy con mới á, em thấy nó kéo từ từ nó mới lên nha. Con này là lên liền luôn. Ừ. Lên liền luôn. Con này rất là mạnh. Ngày giờ anh chạy dần phải rồi, sợ. Test đường trường. Test đường trường là 152. Bỏ sát lên. Chủ cũ là bạn của anh là test luôn á. Rồi anh về anh test dyno lại rồi. Cái chìa khóa cẩn thận nha, coi chừng mất anh ơi. Chì sẽ mất cây. Mở lên anh chưa mở, anh bấm anh đè vô. Rồi lên rồi đó. Nhấn vô rồi giật ra. Rồi cái chìa khóa cất kỹ anh ơi. Cái đó không phải giỡn chơi được đâu. Cất kỹ luôn. Nó mất là anh phải đặt bộ khóa mới, đặt làm chìa khóa mới. Rồi, vậy. Thả lỏng hai cổ tay ra, cái này nè. Lỏng lại, đừng có gồng anh ơi, tay anh gồng quá. Thả lỏng ra, thị xuống, ừ. Cái đít đặt ra sau đây xíu nè, đó đúng rồi. Cho nó đỡ mỏi rồi, dứt. Cho đỡ mỏi, thả lỏng tay ra, đừng có gồng anh ơi. Cứ càng thả lỏng càng tốt rồi, thả trôi rồi, giọt. Ừ. Rồi xong. Bye bye. Hưng về máy này nè. Cái này của ai? Cái này của bên Duy nè. Bên mình hình như đây nè. Đó bên mình như đây nè. Rồi ok. Rồi bye bye anh em. Chào tạm biệt anh em.